Trận chung kết sẽ bắt đầu với game giao bóng của Linh Giang. Tỷ số là 0-15. Tình huống di chuyển chủ động của Văn Phương nhưng cú bắt volley lại không thành công. Vị trí xử lý khi bóng đã xuống phía dưới lưới. Ngay game đấu đầu tiên của trận đấu đã có điểm bóng vàng. Hứa hẹn đây sẽ là một trận chung kết cân bằng và kịch tính. Quyết định chuyển hướng của Đắc Tiến khi nhận thấy Văn Phương đang di chuyển trên lưới. Giải pháp an toàn để né lưới nhưng lại đánh bóng ra ngoài. Game thắng đầu tiên thuộc về Linh Giang và Văn Phương. Không.
Pha di chuyển lên lưới không thành công cho Linh Giang. Rất tỉnh táo, Xuân Hậu đã chủ động né. Bóng bay thẳng ra ngoài. Không. Rất hay. Điểm số cho Văn Phương và Linh Giang. Khó khăn cho Linh Giang. 30 đều. Dạ, 30-15. Vị trí bị chói nắng và chúng ta không nhìn rõ điểm rơi của bóng. Nhưng trọng tài xác định đó là bóng ngoài. Cho Văn Phương và Linh Giang. Rất tốt. Một cú bắn lưới chính xác của Xuân Hậu. Mới chỉ là những game đấu đầu tiên nhưng chúng ta đã có khá nhiều những pha xử lý hay. Bốn mươi đều. Cả hai game giao bóng của Văn Phương và Linh Giang đều cần tới điểm bóng vàng. Một trận đấu mà Văn Phương và Linh Giang được đánh giá cao hơn. Nhưng Xuân Hậu và Đắc Tiến cũng đang cho thấy phong độ tốt tại giải năm nay. Và như vậy ở điểm bóng vàng lần này, chiến thắng đã thuộc về Xuân Hậu và Đắc Tiến. Một pha xử lý không tốt của Văn Phương.
Rất tốt. Cú đánh căng của Linh Giang, nhưng Xuân Hậu vẫn có thể chuyển hướng ra một vị trí ngoài tầm với của Văn Phương. Bốn mươi không. Game thắng trắng. Xuân Hậu và Đắc Tiến đang khởi đầu rất tốt. Tỷ số là 3-1. Không 15. Mười lăm đều. Bóng ngoài. 30-15.
40-15 cho Văn Phương và Linh Giang. Game thắng cho Văn Phương và Linh Giang, tỷ số được rút ngắn xuống 2-3. Bóng ngoài sân và thêm một điểm nữa cho Văn Phương và Linh Giang, 0-30. Không quá lưới hơi đáng tiếc. Vương đã lao lên lưới, tiếp ứng rất nhanh cho Linh Giang. Và sẽ là những break point cho bộ đôi áo giống số 1. Có 3 cơ hội để bẻ game này.
pha đánh hỏng của Đắc Tiến. Và như vậy tỷ số đã được cân bằng 3 đều cho Văn Phương và Linh Giang. Trả bóng ra ngoài. Thêm một điểm nữa trong game cầm sao bóng của Văn Phương. Liên tiếp tấn công vào vị trí của Xuân Hậu. Game trắng. Tỷ số là 4-3. Nghiêng về Nguyễn Văn Phương và Trịnh Linh Giang. Họ đang lật ngược thế cờ. Huống rất chủ động di chuyển để bắt bài trên lưới của Văn Phương. Thêm một break sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm với bộ đôi tới từ Hà Nội. Họ sẽ đứng trước nguy cơ phải nhận thất bại trong set đấu thứ nhất này. Thêm một điểm nữa cho Văn Phương và Linh Giang. Một game cầm sao bóng nhưng có nguy cơ thua trắng của Xuân Hậu và Đắc Điền.
Dứt điểm rất đơn giản cho Linh Giang. Break. Những game thắng liên tiếp của bộ đội rồng số 1. Và giờ họ đứng trước cơ hội để kết thúc xét đấu này với chiến thắng 6-3. Rất thiếu chính xác. Set point. Game và xét đấu. Tỷ số là 6-3. Nghiêng về Nguyễn Văn Phương và Trịnh Linh Giang. Sự trở lại đúng lúc. Họ đã có những game thắng liên tiếp để lần ngược thế cờ. Từ thế bị đối phương bẻ break và dẫn trước. Cho tới thắng một mạch. Và vượt qua đối thủ với tỷ số 6-3. Chạm một tay vào chiếc vô địch của nội dung đôi nam giải quần vợt vô địch quốc gia năm 2021.
Không được. Và bắt lưới không thành công của Xuân Hậu. Chúng ta đang cùng tới với game đầu tiên của set 2, trận chung kết nội dung đôi nam giải quần vợt vô địch quốc gia. Đôi vợt hạt giống số 1 Văn Phương Linh Giang chạm trán với bộ đôi hạt giống số 3 Lã Xuân Hậu và Nguyễn Đắc Tiến. Né được lưới của đối thủ thì bóng cũng bay ra ngoài sân. Và xử lý không thành công của Đắc Tiến, 0-30. Tình huống có phần thiếu ăn ý giữa Văn Phương và Linh Giang. Đó là một pha bóng mà người thực hiện cú đánh là Văn Phương thì khoảng trống được chấn giữ bởi Linh Giang đã không bị thủng như vậy. 30 đều. Cú smart hỏng và break point cho Văn Phương Linh Giang. Và bỏ lỡ rất đáng tiếc của Đắc Tiến. Rất căng thẳng, bóng vàng. Hai điểm liên tiếp cực kỳ quan trọng và giúp cho Xuân Hậu và Đắc Tiến giữ được game cầm giao bóng. 1-0. Không có sai lầm với một tình huống dứt điểm mất bóng của Văn Phương. Không được.
pha lên lưới và xử lý lỗi của Linh Giang. Khá nguy hiểm cho Văn Phương. Bóng ngoài. Số là một đều trong set đấu thứ hai. Rất tốt. Đúng xử lý hay. Điểm cho Xuân Hậu. Dứt điểm lạnh lùng của Linh Giang. Hơi quá tay mất rồi. Linh Giang có một pha xử lý không chính xác. Căng thẳng 40 đều rồi. Tiếp tục là một game cầm dao bóng thoát tim với Xuân Hậu và Đắc Tiến. Mọi thứ rất chập chới. Thắng bại sẽ được định đoạt trong điểm này. Không được. Văn Phương xử lý lỗi.
những game cầm giao bóng liên tiếp mà Lã Xuân Hậu và Nguyễn Đắc Tiến đối mặt với Breakpoint. Nhưng tới giờ thì họ vẫn đang giữ được và tạm thời dẫn trước trong trận đấu thứ hai với tỷ số 2-1.30-0. Trả bóng ra ngoài. Rõ ràng cái cách mà Văn Phương và Linh Giang lên điểm trong những game cầm giao bóng là dễ dàng hơn rất nhiều so với đối thủ. Về mặt quá trình thì họ đang làm tốt hơn, nhưng kết quả thì vẫn chưa cho thấy sự khác biệt ở set đấu này. Hai đều. Ý đồ của Linh Giang có lẽ là đánh thẳng vào vị trí đứng của Xuân Hậu, nhưng lại không chính xác. 15 đều. Thank you.
rất thiếu chính xác với pha xử lý vừa rồi của Đắc Tiến. Game thứ 3 liên tiếp trong set đấu thứ 2, Xuân Hậu và Đắc Tiến tự đẩy mình vào chân tường. Trong những game trước họ đều thành công cứu được break, lần này thì sao? Thêm 3 cơ hội để bẻ game cho Văn Phương và Linh Giang. Chịu trận rồi. Trước đó là một tình huống di chuyển ra giữa lưới bắt bài, nhưng bắt hỏng của Xuân Hậu khi mà Linh Giang quyết định đánh dọc dây. Và đó chính là bước ngoặt của pha đối công vừa rồi. Linh Giang lao lên và thoải mái dứt điểm. Văn Phương và Linh Giang đã bẻ được game của đối phương. Và giờ thì quyền tự quyết, không chỉ trong set đấu thứ hai mà của cả trận đấu chung kết này, đang nằm trong tay bộ đôi hạt giống số 1. Quá khó. 15 đều. Cho thấy quyết tâm lớn của hai tay vợt tới từ Hà Nội. Họ muốn chuộc lại những sai lầm và đòi break. Rộng để đánh dọc dây cho Linh Giang. Đúng tầm.
trả bóng không qua lưới hơi đáng tiếc của Xuân Hậu. Một tình huống mà anh cần phải làm tốt hơn. Rút lưới rồi. Cơ hội đang tới với Xuân Hậu và Đắc Tiến. Bốn mươi đều bóng vàng. Đắc Tiến trả ra bóng ra ngoài và đó là lý do mà Linh Giang cảm thấy rất vui mừng. Thời khắc khó khăn bậc nhất của Linh Giang và Văn Phương trong set đấu thứ hai này. Nhưng họ vừa vượt qua để nâng tỷ số lên 4-2. Không 30. Smart thật tệ của Văn Phương. 15-30. Đó có lẽ là dấu chấm hết cho Xuân Hậu và Đắc Tiến trong trận đấu chung kết này. Tỷ số là 5-2 nghiêng về Văn Phương và Linh Giang. Ưu thế là quá lớn. Nắm trong tay hai break và tiếp theo rất có thể sẽ là game đấu cuối cùng.
Đây là game đấu quyết định và bóng đang trong tay của Văn Phương. Khởi đầu với một pha giao bóng ban điểm trực tiếp 15-0. Nhìn nhau, Lý Giang nghĩ rằng Văn Phương sẽ có thể thủ được. Và có lẽ Văn Phương cũng chờ đợi Lý Giang sẽ lùi xuống chăng? Kết hợp giữa những tay vợt có khả năng đánh đơn tốt ghép vào nhau để đánh đôi thỉnh thoảng sẽ khiến cho người ta được chứng kiến những khoảnh khắc thiếu ăn ý như vậy. Dù sao thì con đường phát triển của cả Văn Phương và Linh Giang cũng không phải là theo hướng của một vận động viên chuyên đôi. Bắn lưới tốt của Đắc Điến, hy vọng lại được thắp lên cho Xuân Hậu và Đắc Điến. Chệch dây rồi. Ánh mắt đầy hy vọng của Xuân Hậu nhưng đó là một pha điều bóng ra ngoài. Chính xác là bóng ngoài. Vẫn còn hai cơ hội nữa để bẻ game cho hai tay vợt của Hà Nội. Đắc Điến bắn một quả bóng rất mạnh nhưng Linh Giang có thể đỡ được. Hai điểm liên tiếp cho Văn Phương và Linh Giang. Và đây sẽ là thời khắc cực kỳ hồi hộp. Với điểm số quyết định, liệu sẽ có break cho Xuân Hậu và Đắc Điến hay sẽ là championship point cho Văn Phương và Linh Giang? Đó là championship point. 6-3, 6-2 là kết quả chung cuộc của trận đấu chung kết. Không có bất ngờ. Bộ đôi mạnh nhất, hạt giống cao nhất đã giành chức vô địch của nội dung đôi nam. Hai đại diện của câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng Tây Ninh, Nguyễn Văn Phương và Trịnh Đình Giang khép lại giải quần vợt vô địch quốc gia 2021 với thành tích toàn thắng. Họ đánh 3 trận thắng cả 3 và không có một trận đấu nào để mất quá 3 game trong một xiếc.